tháng rồi đấy. Thì lúc đó cái người biết cái thân nó tháng rồi, thì tự nhiên là tối không biết cái gì nữa. Thì lúc đó cũng như tình với cái hội đầu vẫn còn. Cái như tình ở đầu còn những chữa. Còn mấy cái biết đó là nếu như họ nói xả lắm, cái đó thì không được. Cái đó là hy vọng. Vẫn có nơi mà cái đó giống như xuân bao vậy á. Bằng cái này á, bây giờ thì ăn trước mắt này. Tôi mò nãy mới nói chuyện hành nghiệm đấy. Trước mắt. Tập hóa cho mình tin bằng người nó giải thích cho nó là chút trực á. Có hiểu không ha? Mình trong mắt mình thấy biết có hư không ha? Hư không á thì không có thể mình có cái thực thể có hư không ha? Chuyện năng lượng nói hữu không vừa thể. Còn cái thấy là chết hữu chết vừa giúp thấy đó. Tự thấy nhưng mà cái thấy đó không có cây làm chỉ giết cái chỉ giết đó là vô ý thức. Cho nên mặc dù bây giờ mình đã thấy chút mất đó và biết là hư không nha. Thì mà hư không nó đau không có thể cho mình tiếp xúc được. Mà cái sự thấy đó không mang thế thì không có tìm ra được. Không cho áp mấy từ trước tôi cũng có nói về cái này. Có từ thơ thứ nhất thôi. Rõ ràng mình thấy nhưng mà mong thấy là chúng mình gọi là chân tinh mà chân tinh mà chỉ ra mắt còn chỉ hơn ra tiền hơn ra là thấy rõ ràng không là cái kia là chỉ là như mộng thôi hả? Là ở trong lúc đó lại thêm cái tay chân gì đó dơ lên hả? Dạ lên được hay không được dù không có anh qua gì hết á. Tôi thấy cái thằng không có tương đó cái thằng cũng không có thì mặc dù lớn bằng vừa cách dưới á cái thằng cũng không có rồi nhưng mà không có sức luân hồi được vẫn còn mãi ở trong luân hồi à. Bây giờ còn có cái biết á là cái mạng căng á, cái mạng chắc á, cái biết đó là cái dọn biết, không phải là cái bản chi, cái đó là dọn chi, dễ vậy có chi đó, không chi á, cũng như mà chỗ thấy thì biết, chỗ không thấy thì không biết, cũng như thấy cái đầu của mình nhưng mà không có thấy cái đầu của người khác, không có cuồng pháp hết. Cuồng pháp hết là cái bản chư, cái bản tâm đương chư một lượt nghĩa của pháp hết. Vấn đề cái biết này là giọng không đúng với thực tế, còn cái tâm đương chư đó là cái bản chư nó đúng với thực tế. Cái chân đó là đúng với thực tế, cái biến là khác nơi, không có chỗ nào thiếu sót. Còn bây giờ đó, cái chư của mình á, chư chỗ này có chỗ ra không chư? Cái đó là giận, có tương đối với lại. Cái do sự tìm hiểu mà biết, hoặc là do thiền định mà biết đó, đều là không phải cái bản chi tự tâm của mình. Nhiều người á
vô thiền định rồi tự biết á, thì cũng như mà có thành công vậy đó. Ở ngoài thế gian cái việc mà chưa đến nó cũng biết, với bỏ xa mình cũng biết được à, nhưng mà có biết không cũng không có tài được, không có giải thoát được, lại phương lại sự giải thoát. Bởi là cái biết nó là vọng, không phải có tránh đến khi có tự tánh. Cái tấm đến chưa nó tự tấm một cái bằng bản chi đó, không có thể chi và không chi. Bởi vì cái chi nó là quyền sách ở trong cái giá mọi chi sống, không có thể chỉ là cái này chi có cho ai không có đăng. Còn bây giờ đó, mình vô thiền định mà biết được đó, thì biết cái nào không biết được đâu. Giọng rồi. Biết cho nó thật. Cái cổ con thiền á, trong lúc từ cảnh nguyện thì lại cho mình dùng cái thấy gạch lông này nè. Nó làm như là có nước ở dưới, nhưng mà nó thật tiền vô trình đó, nó giận sống lại như giận sống. Và lúc nào lại ba buồn, đau có thể là... Nói trong kinh Lăng Nghiêm á, quan phòng động tử á, tu tỷ quán á, thì các thang đều biến thành nước rồi. Ở trong phòng á, cái tiểu á, ở trong cửa sổ dòng vô thấy cả phòng đều là nước không? Ha, không chắc như cái gì mà lấy thịt lá liền vô. Đó cũng hóa thành nước luôn. Rồi cái người da điện rồi thì cứ thấy nó đau nè, đau ngực nè, mà không biết tại sao. Mà chắc cái kiểu lo lộn nói là mình mới biết. Nó kêu nghĩa thì sao nó thấy nước rồi vô lộn ra da. Rồi nó mới thấy. Tại sao vậy? Mặc dù nó tu thành chỉ dân, nhưng mà cái ngã tôi có quên, còn ngã à. Còn cái ngõ chắc đó. Thế sao mà được thêm tự nhiều Phật rồi đó mới có được cái ngõ ngõ à. Thì lúc đó nó mới là quên cái thân rồi. Nếu về cái nước rồi cái thân biến thành nước thì nước cũng là thân, cho nên được đựng cục lá là cũng là cái thân đó à. Mà chỉ có cái chân chân cái phòng đó thôi à. Còn cái pháp thân á, cùng mãn pháp giới, cùng pháp pháp giới là phải chỉ có cái phòng đó thôi sao à. Chỉ có cái phòng là có phân tỏ, có chỗ, có chỗ là ngã, không có lượng lượng đó. Cho nên bây giờ mình lấy cái thức tìm hiểu được, hay là trong thiền định tự mình hiểu được điều. Hả? Có phải đào và mưu tình thì đúng, còn để với các giả. Nếu mà cũng như Kinh Lăng Nghiêm á, nếu mà không có sắp nó đó, bỏ nó đó ha, thì là tốt. Nếu mà sắp vào cái đó thì là đã sửa tà, tức họ quyền tà đó. Luôn cả cái bước của thiền định, luôn cả cái bước của ý thức. Nào do cái như tình á, do thức cho phải đạo khỏi năng như tình. Cái sức mạnh của như tình là chấm dứt tất cả cái bước á. Cái bước của như tình của mà ý thức truyền hiểu hay là cái bước của thiền định. Rồi nói
bình bền lắm. Ông mời chúng ta ngủ. Về một cái lần đó. Ừ, phải rồi. Đó, tối ra. Không biết gì trong hồi đầu cứ như không có tầm đẹp con. Mà cũng dễ làm được, nhưng mà cũng dễ làm được, chính đổi không biết gì đó. Rồi đêm tối đó, rồi một hồi lâu đó, tự mang nó trở lại là dần dần rồi. Thả mà thôi nữa. Đi về biết cái đèn tối nó cũng là biết à, biết câu thoại nào á, biết như tường cũng là biết. Cho nên á, lai quá thường xưa á, chẳng thắt tay thì được có lục cái chuyển hạ đó, là vô tham mới là tinh tham, biết đó là không biết, cũng như không có tham nữa, vô tham, nhưng mà sự thật nó có như tình. Mà vô có nhu tình đó làm cho tất cả bước đều đặt hết, thành ra luôn cả tham tiền chứ không biết. Lúc đó mới trở lại gọi là tinh tham. Bây giờ biết liên tới biết tham tiền đó khi đặt lên tinh tham, đặt lên tinh tham là mình tinh tấn, chứ không phải là vừa tham là không có tham đâu, là phải tham lắm, tham tới cực rồi đó. À, tất cả biết đều bị cái như tiền nó hết, luôn cả cái thông thường cũng hết luôn, mới đặt lên cái vừa tham thôi, chứ không phải vừa tham là không có tham. Biết cái thật tích ra thương tiền cho nó tâm thức lắm. Chỉ có cái pháp môn loài này nó mới vừa động với cái ý thức thật. Còn ngoài ra giảng trên 300 hội á, 49 năm á, đều là những tưởng bắt khắc dĩ, do cái sự bắt khắc dĩ. Nên bộ tinh thần phải làm như vậy. Với những cái tre đều là gián tiếp, chỉ có cái nào được nhân hòa lên á, còn dùng cái pháp môn mà tối tư thường nó thì cho mau trong cái pháp nói là trực tiếp đó. Giống như hồi nãy cũng nói cái nhìn thì Phật chỉ là tất cả tất cả từ hiểu biết á của mình á đều là quy dọn phong cách này. Thì tham thiền nó tham khỏi đạo là rất dễ, nhưng mà muốn bỏ cái sự tìm hiểu là rất khó. Cho nên tôi nói 100 người tham thiền nó 90 người không lưu đối với con đường đó tử tư tưởng là tại nó tham tìm hiểu lắm. Thì cái sự tham tìm hiểu làm cho nó khó. Cái tham thiền thì rất giản dị rất dễ, tham có phải là rất giản dị rất dễ. Nhưng mà bị cái tham ham đi tìm hiểu đó nó mới thành khó. Nó có nhiều thứ mà cảm giác đó, cũng như mà cứng hay là mềm hay là ngon hay là lạnh à, hay là mướt đủ thứ đó. Nhưng mà mình đừng có biết tới, cứ mình tham tối hoài thì nó sẽ hết. Nếu mà nói lên sợ hay là gì đó thì là không được. Còn hôm nay thì con tôi tin thật, anh có thích nhận những sự thật không? Không nhớ thì tự nhiên phải con là thầy sứ thật, con luôn trở lại nhau thì là khổ được. Tại từ nó quá. Cứ một là nói lắc lúc lắc lắc vận động đó, nó tự mình nó vận động mặt trẻ đó. Đừng có kiềm chế nó, đừng có giảm cứng hết.
cả cái thân á nó lạnh hết á, cũng như mà cái thai ma em đừng có biết tới chết này chết à. Nếu mà sợ đó, nổi lên sợ là không được. Bởi vì cái tâm mong này đó, cái điều thứ nhất là vô chỗ bác, vô chỗ cào, vô chỗ sợ đó, tập thòi. Tức là cái căn bản đó, tập thòi. Nên là cái thân hả, cho cái căn bản đó. Tiếp tục tham mặc giờ thấy bất cứ thấy cái gì cũng mình có biết đó à. Thấy cái thân mình bị tan rã hết hay là thấy cái thân mình cứng ngắc cũng như thay ma mình có biết không? Một trăm thứ bệnh thì tình định nó hết luôn. Là Phật ở trong mà cảnh sanh diệt mà trước mắt á, để cho mình biết á, có cái bất sanh bất diệt. Mà lấy chuyện trước mắt á, để chứng tỏ cái việc trước mắt là của mình chứ không phải người khác. Thì từ trường phát trước tôi cũng có nói lắm à. Hồi nãy cũng nói vậy đó. Cái sự thấy của mình rõ ràng trước mắt, nhưng mà cái năng thấy đó chỉ không ra, tìm không ra. Tại sao vậy? Tại nếu mà chỉ ra tìm ra là giật, là giật. Giật thì có thành, có hoại, có tăng, có giật. Còn chẳng phải giật thì nó không có tăng giật, không có thành hoại. Thì chúng ta là mất tăng mất giật. Thì Phật nói với anh ấy, thì chúng ta là mày rồi còn ai nữa, mày còn hỏi tao mà chỉ ra hả? Là tất cả là vật là không thể mạnh. Chứ không có, không phải là vật đó. Là miên rồi. Tại sao mà biết nó không phải vật? Tại nó không thấy được, như vật là thấy được. À, cũng như ở trong kinh Lăng Nghiêm nói sạch. Nói đó, nếu mà cái năng thế là dẹp á, cái bằng chân tin đó là dẹp á, thì á, mình á, phải thấy cái chân tin của ta. Hả? Mình đâu có thấy cái chân tin của ta được. Ta cũng không thấy cái chân tin của mình được, bởi vì nó không phải dẹp. Rồi nếu anh Nam nó tưởng là anh Nam cũng thấy cái giới này, Phật cũng thấy cái giới này, cho là thấy cái chân tin của Phật, vậy á, nếu mà Phật không thấy cái giới, rồi anh Nam á, làm sao thấy cái chân tin của Phật được? Bởi vì chứng tin là không phải dịch. Không phải dịch thì không có mà ở chỗ nào hết á. Tức là khắp pháp giới à. Không phải dịch thì không có tâm, không có việc. Không có thị phi tất xấu gì cả. Thì trước mắt đã chứng tỏ cái bất tăng bất diệt của mình rồi. Mà lại cái chân tin là cái mặt trăng thứ hai nữa, chứ phải là cái bản chân nữa à, nó cũng còn dễ. Bởi vậy cái bản chân là không có sự năng thấy và sở thấy, cho nên không có nói được.
phải mượn cái mặt trăng thứ hai đó, mượn cái chánh tinh để vô cái chánh tinh này mình tuân sát là cái bản chánh là không có sanh dục, bởi vì chánh tinh còn không sanh dục mà bản chánh làm sao sanh dục được. Thì cái bất sanh bất dục là của mình rồi, còn của ai nữa? Và trước mắt chứng tỏ chứ không phải là chuyện lời sao. Nhưng mà bây giờ đó, mình nghe Phật nói mình biết, nhưng mà chưa có chứng, chưa có thân chứng. Chừng nào mình tham có chứng sống là thân chứng. Thân chứng người ta, ví dụ tôi mượn cưỡng lẽ thí dụ á, cái thân mình bệnh á, để rồi có năng tỏ, có năng thấy tỏ thấy, năng nghe tỏ nghe thì là bệnh. Ở Kinh Lăng Nghiêm nói đó, có năng tỏ là bệnh. Thì bệnh á, phải hiện ra cái tướng bệnh. Cái tướng bệnh này là có thấy, có không thấy, có nghe, có không nghe, đó là cái tướng bệnh. Lúc tướng bệnh hiện ra đó, thì mạng nó ổn. Chừng nào á, bệnh hết rồi, cái tướng bệnh hết, cái tướng mạnh nó hiện ra. Chứ không phải là đè cái tướng bệnh, ngoài ra có cái tướng mạnh. Thì tướng bệnh, tướng mạnh cũng là cái thân này. Lúc hiện ra tướng bệnh á, thì tướng mạnh nó ẩn, nó không hiện ra được. Chừng nào bệnh hết rồi, thì tướng mạnh nó tự hiện ra, là phải đi tìm cái tướng mạnh nó mới, tướng mạnh nó mới ra xong. Hết bệnh thì tướng tướng bệnh nó hết, tướng mạnh nó hiện. Rồi mình tham cái tướng tánh á, cái tướng bệnh hết thì tướng mạnh nó hiện. Tướng mạnh là cái tự tánh của mình. Cái lúc lăn bệnh thì lăn hiện tướng bệnh á, thì làm sao mới tìm tướng mạnh được? Nhưng mà cái tướng mạnh nó không phải ở chỗ khác, nó là ở trong ưởng, ở trong tướng bệnh. Cho nên Phật chỉ ra cái này bệnh, cái kia bệnh, cái này đều là bệnh. À, đừng có mà ở trong bệnh còn lưu truyền thêm bệnh nữa. Cho nên nó tránh rất cái sự tìm hiểu đó. Nếu giờ các sự tìm hiểu là bệnh, thì hết bệnh hết tướng mạnh nó hiện ra. Cái tướng mạnh không phải là tìm ra được. Càng tìm càng xa, chỉ càng chịu hết cái bệnh, thì cái tướng bệnh hết thì tướng mạnh nó hiện rồi. Cái thiền đó không phải đầu ấy, càng tăng cái tức của tình hướng, mình sẽ được tình hướng. Chữ ôm của phải đầu khởi lên như tình, nhìn vào chỗ mà không hiểu đó, chỗ liền coi một mù không hiểu, nhìn ra coi coi nó thành là cái gì. Một ngày nhìn ra được là chân sống. Chân làm công việc, làm trí óc cũng không, chân sống cũng không. Đương tả nữa mê đó, bệnh nặng á, sắp chết á, chuyển phải thành. Thì ở trong lai võ thường xưa, thường cách thay từ lột cái lưỡng hạ chuyển phải. Nhưng mà bây giờ mình lăn tạp đó, thì lúc làm công việc mình tham không được. À. Nhưng mà bây giờ đó, mình phải tăng việc ra, cái nghề mà sinh sống của mình á, thì á, mình làm việc đó tham hơn được, phải tập cái tham được, làm để tập được. Còn không phải quan hệ với cái nghề mà ăn cơm của mình á, thì bỏ đi ha, đừng có làm nữa. Còn cái nghề mình phải nhờ đó để ăn cơm á, thì mình không
tham lược hãy cắt cái tham lược. Bằng nào thì làm việc thì quên tham, tham thì quên làm việc. Nhưng mà tập lành lành á, thì không phải làm việc cũng tham được chút điểm, rồi không phải nó tham được nhiều. Rồi lâu ngày á, thì suốt cả ngày làm việc cũng cả ngày lăn tham. Thì cái nó phải dân tập một thời gian lâu mới được, chứ không phải là mình làm lừa lượt liền đâu. Lúc quên nó thì là tại có giọng niệm nó nổi lên, nó có cổ thở, tức là cái sự môi trường nó có gián đoạn á, có cái cổ thở thì giọng niệm nổi lên thì vài đầu nó quên đó. Nhưng mà quen rồi đó thì nó tự làm nữa, nó lại tự mà nó nổi lên rồi. Mà đừng có suy nghĩ thì cứ để cho nó tham hoài á, cứ câu phải đầu hỏi tới hoài, đừng có suy nghĩ, đừng có cho là dễ dễ hay là cho là anh thấy dễ dễ là không được. Cái đó là nói lên cái ý thức phân biệt á, là chứng nọ. Bây giờ á, mình biết quên chừng đề tối, mà quên hay không quên mình cứ có phải đào cái đề tối hoài á, thì nó không có cái chỗ hở đâu. Cô thoại đạo cũng hãy đề hoài, nguyên cô thoại đạo hãy đề hoài, đừng có những cái đoạn hình. Nếu thì lúc không biết hết thì làm sao đấy, lúc biết rồi đó thì phải đề hoài đó, phải đề cho nó quen á, thì tự nhiên nó không có dính loạn. Tức là có như tình cũng đề, không có như tình cũng đề, gián đoạn cũng đề, không gián đoạn cũng đề. Vậy đó. Nếu mà hỏi cái tại sao đó thì không hỏi cái tại nào, tại sao đó, cái đó mới là cái nguyên tình chánh. Còn cái tại sao mà gián đoạn không hai đó, cái là cái thích thành được nó làm chướng ngại. Đừng có hỏi cái tại sao mà gián đoạn nữa, hỏi tại hỏi cũng như cái niệm Phật là hai đó, hỏi về cái chánh đó. Hỏi cái cách khác là không được. Bây giờ thì tự nhiên là ngủ thăm không được rồi. Đó. Và bây giờ nếu mà lúc mà chưa đến tới ngủ mà thăm được á, thì giá cũng thăm không được. Chừng nào mình đã lúc thức á, không có gián đoạn rồi đó, thì sẽ đi tới lúc ngủ cũng tham được, chim bao cũng tham được, không có chim bao cũng tham được, ngủ quên cũng tham được. Nhưng mà cái đó nó do nó tập thích thành thói quen rồi, nó tự động nó tham. Nhưng mà người ngủ quên tham được á, hỏi ra thì không biết là ngủ, chỉ biết mình có nghĩ tiền chứ không biết mình ngủ. Nhưng mà người khác nó sẽ thấy mình ngủ rõ ràng, nhưng mà tự mình thì không biết. Cái đó là do cái công phu mình đi tới cái mức đó rồi mình mới làm được. Cái tư thông là sao làm được?
Ví dụ lúc trước còn làm không được, mình có nói muốn. Không phải là chỉ là tin cái pháp môn tổ sư thiền thôi. Nhưng mà chỉ tin cái pháp môn tổ sư thiền á, tin 100% á, cũng còn chỉ có phân nữa nè. Vậy phải làm sao? Phải tin cái gì? Phải tin tự tâm. Nếu mà không tin tự tâm á, chỉ tin cái pháp môn mà giờ tin 100% á, thì cũng không có được chứng thắng. Ở trong kinh Lăng Nghiêm á, Phật muốn mình tin tự tâm, nhưng mà chỉ cái tự tâm chỉ không ra, làm sao là cho mình tin? Thì Phật á dùng cái cách mà thẳng chứng, cũng như mà ngũ uẩn á, sắc thọ tưởng hành thức, cái thức uẩn á, cũng như mà nói mình nó có cái thức thứ tám á, hay là do thức á, thì tám cái thức cũng đều là cái tác dụng của cái thức, chứ không phải là tám người á. Cái thức uẩn á cùng khắp hư không pháp giới, chứ không phải của mình tưởng tượng của mình biết là ở lại chết rồi cái linh hồn mới ba lời có cha nó tâm. Như vậy á, thì cái thức uẩn nó là có phải khắp hay không? Thì cái thức uẩn là hư không rồi, khắp hư không rồi. Thì cái hư không nó làm sao mà từ lai mình ở chỗ khác được? Thì Phật ở trong kinh Lăng Nghiêm cái thí dụ á, cái ông có hai lào á, nhét lại hư không ở trong đó, nhét lại rồi nhân lại 1000 dặm cho để tặng cho cái nước khác. Vậy nếu mà nhân lại đó thì chỗ này á phải thiếu cho hư không á, rồi chỗ kia nó rõ ra rồi dư hư không, là có lý nào, lý lẽ nào vậy? Thì ở đây cũng là hư không rồi, ngàn dặm cho là khắp nơi là hư không, làm sao mà có ở chỗ này nhem ở chỗ khác được? Nếu chỗ là nhem ở chỗ khác thì chỗ này thiếu hư không, chỗ kia dư hư không đâu à, là nó vậy đó. Nó cái sự thí dụ là thẳng chứng, nó khắp nơi không có mà ở chỗ này có, rồi nhem ở chỗ kia, chỗ này thiếu, chỗ kia dư à. Mới này mới gọi là chân biến, chi biến là phổ biến khắp nơi à. Chứ ở phổ biến khắp nơi thì làm sao mà có khứ lai? Chung văn lượng nó không có khứ lai, không có ở chỗ này đi chỗ kia. Nhưng mà có đi có lại nó là đâu có phải là khắp nơi đâu. Thì hồi nãy nói cái ngã thế đó, trước mắt mình còn chỉ không ra là tại nó khắp nơi à, có nào không phải đâu. Thì cũng như Kinh Lăng Nghiêm Phật nói chỉ cũng không đúng, không chỉ cũng không đúng. Cũng như mà ở trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói kêu ăn năn á, coi mà chỉ ha, núi sông đất đai nhà cửa cây cối gì đó mà chỉ chỗ nào là cái chân tinh cũng như thì chỉ không ra chỗ này, cái này là ghế à, cái này là bàn thờ, cái này là tủ, cái này đều là vật, cái này là cây cối, cái này là nhà cửa, cái này là núi sông à, mặt trăng mặt trời đều là vật, không có cái nào là chân tinh. Rồi Phật hỏi nữa, rễ thì tất cả mà xác minh ra được là phi tướng, tất cả đều không phải chân tinh. Phải vậy không? Nó cũng không phải nữa. Nhưng mà cái gối không phải chân tinh thì làm sao mà thấy cái gối? Cái tủ không phải chân tinh thì làm sao thấy cái tủ?
bữa giờ có cái chương trình tiếp xúc cho nó mới thấy đó. Nhưng mà không có làm sao mà thấy thì cũng không phải, nó chương trình cũng không phải, nó không phải chương trình cũng không được. Và tại nó không nói, tại nó không thấy vật, thì là chứng tỏ là khắp nơi không sanh không vật là trung tâm của mình đó. Mình phải tin. Rồi một ngày kia mình mới thấy được với bằng chứng ngộ đó, chứng tỏ cái trung tâm của mình. Thế giờ là do sự hiểu biết điều còn là loạn, không phải là thực tế. Tới khi mình tự mình tham tới chứng ngộ đó, lúc đó mới là đúng với thực tế. Bởi vậy quý vị tôi nói đó là chứng tin là cái mặt trăng thứ hai, không phải là mặt trăng thứ nhất. Cái mặt trăng thứ nhất phải tự ngộ, nói không được. Bởi vậy nó không có năng sở. Cái mặt trăng thứ hai có chân tìm, nó có cái năng chén, có sở chén. Tức là có năng thôi, có sở thôi mới nói được. Còn cái bản chén đó, nó không có năng sở, không có thể nói được. Phải tự ngộ mới được. Mà bây giờ á, trước mắt cái chân tìm còn tìm không ra, chỉ không ra, thì hơn là cái bản chén. Cái bản chén của mình rõ ràng là khó ha, nhưng mà tại mình chưa có ngộ được thôi. Một ngày kia mình tham mình sẽ tự ngộ, mình cứ tham tới ngoài sẽ tự ngộ. Cho nên á, mình tin cái pháp môn phải tin tự tâm, không tin tự tâm á thì không tự ngộ được. Nếu đã tin tự tâm á thì tự nhiên nó không còn cái tìm hiểu nữa. Bởi vậy cái tìm hiểu là xa với tự tâm. Như vậy cái sự hiểu biết của mình nó thì là mặc dầu là cũng như Phật pháp á, cũng như nói mà hồi nãy nói cái ngũ ám ở trong này á, chết rồi ở chỗ khác nó đào thai, ở chỗ này lưu tới chỗ khác, nói như vậy là không đúng với sự thật. Nhưng mà bây giờ người ta Phật tử đều tin như vậy, linh hồn á, chỗ này chết rồi đưa chỗ khác đào thai. Thế đó là do cái ngã sắc nó sanh ra, do cái vọng là do cái bệnh. Nếu mà cái hết bệnh đó, cái bản chất không có bệnh thì nó không phải dễ. Cái tự tâm không có bệnh thì nó không dễ. Không có mà tương sở, không có khư lai. Thì Phật ở trong kinh Lăng Nghiêm nó lấy cái việc trước mắt để tương sở. Là chứng tỏ cho mình biết cái sai lầm, chứ không phải là chứng tỏ cái bản chén cho mình thấy. Cái bản chén phải tự mình ngộ thấy mới được, là để chứng tỏ cái sự hiểu biết của mình sai lầm thôi. Mình có lưu tìm hiểu nữa thôi. Dạ. Nếu mà mình đối với cái cô đó mà mình không có thấy thắc mắc thì cũng như niệm vậy thì nó là yếu rồi à, nó không có nghi tình á, cái thắc mắc mới là nghi tình.
thì chúng con ai cũng muốn ra khỏi màn của mình, được thứ ngoại. Bây giờ tham thiền, nhìn vào chỗ hầm sâu đen tối, không biết được không? Tối hù, rồi lâu ngày như vậy, chúng con có ngu sư thì không? Và cái gì để cho chúng con tin chắc rằng nơi chỗ tối tâm đó sẽ trường tha ánh sáng? Xin sư phụ từ bi chỉ dạy để chúng con hết nghe. Xin nói lại thời điểm nhã, nó có ví dụ đó, ngón tay và mặt trăng đó. Cũng như mặt trăng ở bên này, nếu mà không nhờ cái ngón tay á, chỉ thì ngó bên kia, không có cơ hội thấy được cái mặt trăng. Nhưng mà bây giờ đó, cái ngón tay chỉ đó, có mặt trăng không? Không có. Chỗ đó là đen tối, mịt mù. Cái mặt trăng còn bị mai nó che, tức là cái phần não của mình đó, mình gọi là ngũ trụ phần não đó, trời đất. Chỗ đó là đen tối, đen tối gọi là hầm sâu đen tối. Chính chỗ hầm sâu đen tối, chỗ đó là ngón tay chỉ, chỗ ngón tay chỉ. Mình nhìn vào chỗ đó, thì một ngày che đó, hình lĩnh giữa khỏi bay cái mai đen đó, thì mặt trăng nó hiện ra mình thấy được. Nhưng mà bây giờ đó, thằng nhiều á, nó không nhìn chỗ ngón tay chỉ, nó lại nhìn vào ngón tay. Ngón tay là cái gì? Là cái kinh điển đó, đòi nói ở trong, đòi của Phật ở trong kinh điển đó. Rồi giải thích từ chữ từ câu, nhưng cứ cái ngón tay, chứ không chịu theo cái ngón tay để nhìn chỗ mặt trăng, chỗ đen tối đó. Thì ngón tay làm sao mà có mặt trăng? Bây giờ á, những người mà nghiên cứu ngón tay đó, nghiên cứu kinh điển đó, thì cho là phải nhờ ngón tay. Nhưng mà cái đó là phải nhờ, cái đó là bị ngón tay nó chướng ngại. Bởi vì nhìn vào ngón tay thì không, mặt trăng mặt dạng ra cũng không thấy. Bởi vậy cứ nhìn chỗ ngón tay làm sao thấy được chỗ mà mặt trăng. Thì nó là nhờ ngón tay, chỉ thật là bị ngón tay nó làm hại, nó chướng ngại. Nhờ ngón tay là nhờ chỗ ngón tay chỉ đó, mình nhìn chỗ ngón tay chỉ mới là nhờ ngón tay. Bây giờ mình không chịu nhìn chỗ ngón tay chỉ, mà lại nhìn ngang ngón tay, lại nghiên cứu ngón tay, lại tìm hiểu cái ngón tay, thì là không lưu đúng theo cái lời của Phật dạy vậy á. Thì cũng như Kinh Lăng Nghiêm nói, những người này không những mà không thấy được mặt trăng, cũng không biết ngón tay nữa. Bởi vậy cho ngón tay là có mặt trăng ở trong, ngón tay làm sao có mặt trăng ở trong? Thì bây giờ đó, mình tham câu thoại đào khỏi lên nghi tình. Cái nghi tình đó là liên tối mịt mù, không biết gì cả. Nó không hiểu, không biết đó. Thì chỗ đó chính là cái ngôn tài chỉ đó. Chính là cái ngôn tài chỉ đó. Một ngày kia đó, sẽ do chỗ mịt mù liên tối đó, mà hiện ra cái sự tánh. Tức là gọi là chân tánh thành Phật. Mà bây giờ có người á, lũi theo cái danh tự đó, cho chân tánh đó, có cái tự tánh để cho mình thấy. Như vậy là không phải chân tánh. Tánh sở thì làm sao mà tôi làm chân tánh. Cho nên á, Kinh Lăng Nghiêm nói, chân chân chi thời, chân chi thị chân, chiên vừa lưu chiên, chiên bắt năng cặp.